Thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi xe gì? Cũng giống như Tổng thống Mỹ hay Tổng thống Nga, Chủ tịch Trung Quốc trong hầu hết các chuyến công du nước ngoài của mình thường sẽ mang xe riêng của mình sang để sử dụng phục vụ trong quá trình di chuyển. Nếu như Tổng thống Mỹ đi một chiếc Cadillac The Beat One, ông Putin sử dụng một chiếc limousine Aurus Senat, một thương hiệu đình đám đến từ Nga, thì ông Tập sử dụng một chiếc xe của thương hiệu nội địa có tên N701 do Hồng Kỳ sản xuất. Trong chuyến công tác tại Mỹ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 11 vừa qua, ông Tập cũng sử dụng chiếc N701 để di chuyển trên đường phố Mỹ. Và khi ông Joe Biden nhìn thấy chiếc xe này, ông cũng đã có những cái lời khen. Tuy nhiên hiện vẫn chưa chắc chắn liệu ông Tập Cận Bình có mang xe riêng của mình sang Việt Nam sử dụng hay không. Trong buổi diễn tập phương án đón, dẫn đoàn khách quốc tế ngày 9 tháng 12 vừa qua, có sự xuất hiện của hai chiếc xe được bọc kín và không khó có thể nhận ra đây là hai chiếc Hồng Kỳ sedan đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Điều này cho thấy khả năng ông Tập Cận Bình sẽ mang xe sang Việt Nam để sử dụng là khá cao. Về chiếc N701 của ông Tập Cận Bình, đây là một chiếc limousine sang trọng cao cấp và có khả năng chống đạn. So với chiếc The Beat của Tổng thống Mỹ thì thông tin về động cơ, trang bị của chiếc M701 là khá ít. Một số nguồn tin cho rằng chiếc limousine N701 có thể sử dụng động cơ V8 hoặc thậm chí là động cơ V12 mạnh mẽ với công suất được cho là 350 mã lực và mô men xoắn cực đại 650 Nm. Không có thông tin chính xác về kích thước và cân nặng của chiếc xe này, nhưng có một thông tin chúng ta có thể dựa vào để biết được kích thước của xe. N701 được phát triển dựa trên chiếc Hồng Kỳ L5 nên có kích thước được cho là tương đương. Chiếc L5 có chiều dài 5.550mm, rộng 2.000mm và cao 1.500mm, cùng với chiều dài trục cơ sở lên đến 3.400mm. Phần thân và kính của mẫu Hồng Kỳ N701 cũng được cho là có thể chống đạn, một đặc điểm chung của nhiều mẫu xe dành cho các nguyên thủ trên thế giới. Hồng Kỳ chỉ sản xuất 50 chiếc N701 trong vòng 10 năm tới. Dựa vào những hình ảnh có thể mô tả nhanh ngoại hình của N701 bao gồm lưới tản nhiệt vuông vức, thiết kế như những chiếc Rolls Royce đến từ Anh Quốc nhưng sử dụng các chi tiết mạ chrome, có thiết kế nan dọc, đèn pha full LED, mâm xe thiết kế gần như kín, mạ chrome sáng bóng và có logo màu đỏ tại tấm bánh. Cột B, ốp kim loại mạ chrome sáng, đuôi xe có ống xả đơn đặt đối xứng hai bên, đèn hậu dạng LED nhỏ nhắn. Phía sau có dòng chữ bằng tiếng Trung Quốc. Năm 2015 và 2017, khi ông Tập Cận Bình sang Việt Nam, ông không mang theo xe mà sử dụng chiếc S600 Pullman chuyên đưa đón các nguyên thủ quốc gia khi thăm Việt Nam để làm phương tiện di chuyển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ 3 của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc. Khá đẹp. Và VinFast Lux SA. Đây là không khí bên ngoài trước khi đoàn chuẩn bị qua. Đây là đường Tràng Thi anh em nhé. Đường Tràng Thi. Các bạn nghe tiếng còi đang đi đến rồi. Bác ơi, đứng lên trên đi bác ạ, không xe đi sát lắm. Đứng lên trên nhưng xe đi sát. Đây có VinFast. Thank you.
Benguiser chống đạn các bạn ạ. Sau là những chiếc khác trong đoàn, anh em chắc cũng đã xem clip của mình rồi. Đây là một chiếc xe có thể phát hiện sóng hạt nhân, phá sóng các bạn. Và rất nhiều những chiếc xe transit đi phía sau. Vẫn còn rất nhiều xe Ford Explorer của Đại sứ quán Mỹ này. Đây là một chiếc Chevrolet Suburban của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ này. Suburban của Đại sứ quán Mỹ này. Một chiếc xe Chevrolet mà mình cũng không biết nó là loại xe gì các bạn. Explorer của Đại sứ quán Mỹ này, Cadillac của Đại sứ quán Mỹ này. Có hai chiếc Honda Goldwing Explorer này. Đây, một chiếc xe phá sóng nữa này, Goldwing này. Expedition này. Một chiếc xe cứu thương của Mẹt, Kia Carnival, Captiva của Đại sứ quán Mỹ này. Đó, Toyota Camry và những chiếc xe khác. Explorer này. VinFast VF9 này con này. Những chiếc Toyota Innova và sau cùng sẽ là một chiếc xe chống đạn. Đoàn hết và chốt đoàn sẽ là một chiếc Toyota Camry của cảnh sát Hà Nội. Đây thì chiếc xe cuối cùng sẽ xuất hiện trong đoàn. Đây là phố Tràng Thi, một tuyến phố trên phố cổ Hà Nội các bạn nhé.